Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình, mẹ mập Mercedes Review. Ở video ngày hôm nay mình sẽ quay chiếc E200 phong cách cổ điển. Các bạn nhìn thấy cái đèn này phong cách nó giống như chiếc GT 53 vậy đó. Cái đèn này, đèn thì giống GT 53, mâm thì giống chiếc S450 bản tiêu chuẩn. Sự kết hợp, ý là mình nói nó giống thôi nha, chứ không phải là lấy cái xe đó mình gắn vô. Form này là form mới nhất hiện tại bây giờ luôn. Chiếc này thì có mức giá là 2.310.000 đồng, có cái logo ở trên. Cái này chống gãy nha, đó, bẻ thoải mái luôn, xui xui bẻ gãy cái chết luôn á. E200, nếu như các bạn và quý khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu với mình chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay với mình qua số điện thoại 0918611766. Chiếc xe nhìn rất là đẹp luôn, rất là sang trọng nha. Mình sẽ quay một vòng ngoài xe cho các bạn và quý khách hàng xem. Cái đèn trên trần này chắc tới thời kỳ rồi, nó sắp ra đi rồi. Chớp chớp nhìn như vũ trường vậy. Đây mình quay phần đuôi xe. Cái form đèn nhìn rất là đẹp luôn. Đây là những cái mẫu mới nhất, sau này là như dòng C, dòng S thì các bạn sẽ thấy nó cũng, nói chung là nó cũng thiết kế theo kiểu như vậy, nhưng mà đẹp hơn nữa. Các bạn xem cái cốp rất là rộng luôn, cốp điện. Xe là trang bị lốp, cái lốp Runlash nên nó sẽ không có cái lốp dự phòng, nên cái cốp như này mình có thể tận dụng để đồ được. Còn muốn gặp cái ghế cái xuống thì các bạn thao tác cái này này, bật cái lãi này ra là mình sẽ gặp được cái ghế xuống, nó sẽ thông ra đằng trước luôn. Đây cái dây mình treo đồ nè, có cái móc nữa. Dụ đi về quê chở con gà con vịt, sorry các bạn, chở con gà là cho nó chết luôn đấy. Treo ví dụ như treo mấy cái trái cây rồi rau quả dưới quê gửi lên. Đây, đóng cốp điện. Xe này thì có tính năng đa cốp. Live stream hả? Đang quay video. Đây là best sale của bên mình. Bây giờ mình sẽ quay vô phần nội thất. Xe này trang bị keyless go luôn nha. Rất là thông minh. Nội thất rất là đẹp, nội thất màu nâu. Xe này được trang bị cửa hít luôn, vô xe đóng rất là nhẹ nhàng. Màn hình trung tâm kỹ thuật số 12.3 inch, màn hình bên này em Buick cảm ứng luôn, 12.3 inch luôn, rất là lớn. Hai màn hình nó nối nhìn rất là đẹp, đây đặc trưng ở dòng E luôn á. Mẹ đang thường là cái màn hình này nó sẽ nối luôn. Vô lăng này là kiểu mới nha các bạn, rất là đẹp nha. Để mình lưu cái ghế quay cho nó đẹp, nó rõ hơn. Cái này là nó mượn thiết kế của một cái loài hoa, cái loài hoa gì cái tên thì mình quên mất tiêu rồi. Nhìn rất là đẹp, nhìn giống như hoa loa kèn. Vô lăng kia thiết kế kiểu mới này thì trên đây nó sẽ cảm ứng hết, ví dụ như volume lớn nhỏ này, yếu cảm ứng, hoặc là trên này nút OK là mình đè nó xuống. Cho nên mình đè luôn đó. Điều khiển mở giọng nói, nghe nhận cuộc gọi đầy đủ hết, nghe tự động giới hạn tốc độ, xi nhan. Đối với những dòng SUV thì cái cần gạt, hệ thống gạt mưa nó có một cái cần gạt trong đây nè, để mình xài cái gạt ở phía sau. Vô lăng điều khiển bằng điện luôn, gỗ rất đẹp, gỗ bóng màu nâu rất là sang. Ghế điều chỉnh bằng điện, nhớ mình bao vị trí đó. Màn hình mình hiển thị rất là nhiều thông tin trên đây, vuốt qua nó kiểu hiển thị này các bạn, ví dụ như thích cái này mình thay đổi chỗ đó. Dòng E mới này nó sẽ có thêm cái kiểu hiển thị nhẹ nhàng này, nhấn cho thử, nhìn rất là sang ha, đơn giản mà rất là sang. Mình thì mình thích cái gì đơn giản lắm, đơn giản nhưng mà rất là đẹp.
xe dòng E mới này thì nó sẽ trang bị cho mình cái tính năng ghế động lực hay hai bên luôn. Khi mình chọn vô thì nó cũng giống như những cái chiếc GLS hôm bữa mình quay á, nó giống như là hiệu ứng massage nhẹ giúp cho mình thoải mái hơn, tinh thần sảng khoái hơn, chạy xe an toàn hơn. Ngoài ra thì nó có thêm cái tính năng là ví dụ như set chiều cao, cái set cái mức độ ghế, cái tư thế ghế ngồi á, theo cái độ cao của mình. Quay bên xe, điều chỉnh ghế tự động. Ví dụ như các bạn cao 1 mét bao nhiêu thì mình chọn ví dụ 1m73 đi. Bắt đầu xác định này. Thì cái ghế và vô lăng nó sẽ chạy về đúng cái mức mà tiêu chuẩn của cái xe nó tính toán cho mình để mình ngồi lái xe một cách an toàn và thoải mái nhất. Ví dụ các bạn cao như thế nào thì mình điều chỉnh trong đây, rất là hay nha. Ngoài ra thì nó sẽ có cái tính năng trên này thì có rất là nhiều nè, ví dụ tính năng nhận chủ cái xe, khi mình nhấn lock thì nó sẽ tin một cái, nó có minh họa cho mình luôn nè, rất là nhiều. Này là chọn chế độ lái nha, mình cài đặt chế độ lái á. Chọn cấu hình là cái chế độ lái mà theo cái sở thích của mình. Quay đây, nó có một cái tính năng điều chỉnh cực nhanh, cái này là tắt mở cân bằng điện tử nè, hỗ trợ phanh chủ động. Là ví dụ như đây có cái minh họa luôn, nó sẽ hỗ trợ phanh khẩn cấp khi mà ví dụ như mình có một xe mà nó dừng đột ngột á, thì mình không thắng kịp thì nó sẽ thắng hỗ trợ cho mình. Ví dụ mình chọn trễ nè thì nó sẽ xét lại, trung bình thì vừa, sớm thì nó sẽ xa ra, còn mình có thể tắt nó đi. Đó, các bạn chọn cái nào nó có minh họa này hết, rất là an toàn. Rồi cái này là tính năng ví dụ như cảnh báo mất tập trung khi mình lái xe quá 4 tiếng đồng hồ, hoặc là xe nó phát hiện mình mệt mỏi hay gì nó mất tập trung thì nó sẽ cảnh báo ly cà phê này, và đồng thời nó sẽ báo bằng âm thanh luôn. Mình có thể chọn nhạy tiêu chuẩn hay là tắt. Khi mà mình tắt á, thì cái xe này nó vẫn theo dõi mình nha. Đó. Tính năng này thì nó sẽ theo dõi mình qua 70 thông số trên xe, rất là an toàn và tiện lợi luôn. Trên này các cài đặt cái gì cũng được, nội thất cũng giống như những cái xe kia thôi. Đó, màu mình thích màu này mình chọn màu đó, hoặc là nhiều màu. Cái này những tính năng cơ bản thôi, rất là nhạy, muốn coi cái gì trên đây cũng được. Điện thoại hay radio, radio này rất là hay, các bạn đi về vùng nào sẽ được tự động nó sẽ cập nhật kênh nào vô cho mình luôn. Đó. Nó tự động cập nhật kênh cho mình hết, mình không phải dò như những cái phi xe trước đây, mỗi lần lên phải dò từng kênh, xe này tự động hết cho mình. Hệ thống điều hòa độc lập hai vùng, chốt ba thiết kế mới nè, rèm che nắng chỉnh đợi, nhấn cái này phía sau nó sẽ quay nè. Đó, cái rèm che nắng nó chạy lên chạy xuống, thì các bạn nhấn cái nút đó. Đèn viền nội thất rất là đẹp. Trong này thì trang bị cho mình cái học tự ly, cổng kết nối nè, dây truyền thông. Trong này thì mình để đồ hoặc là có cổng sạc trong đây cho mình nữa. Để mình mở cái kem lùi rất là nét. Đây là cái hệ thống giúp đổ xe vuông góc hoặc là song song. Ví dụ như khi các bạn vô trong siêu thị mà mình muốn xe nó ghép thì nó sẽ mình chỉ cần bật tính năng này lên thôi. Đây mình bật ở cái nút này nha, nút này nè. Bật lên thì nó sẽ tự động ghép cho mình, ghép song song hoặc là ghép vuông góc, tự nó bật xi nhan vô số đánh lái tự thắng luôn. Nói chung nó sẽ đậu vô một cái chỗ mà ok hết, nó tự về parking cho mình, mình chỉ cần bước xuống xe thôi. Còn khi ra mà mình muốn ra thì nó cũng hỗ trợ cho mình ra luôn, rất là tiện. Thì mình sẽ sắp xếp hôm nay mình sẽ test cái tính năng này thực tế luôn cho các bạn xem. Camera lùi phía sau quan sát hai góc quay. Đối với chiếc E300 thì nó trang bị cho mình là cam 360 độ. Thế hệ mới rất là hay luôn, rất là nét. Bây giờ thì mình sẽ ra phía sau nha. Xe này thì trang bị cửa hít nè, vừa được cửa hít đóng nhẹ cho thôi, để hít vô rất là nhẹ nhàng. Đây là khoang phía sau, mình quay sơ sơ phía ngoài rất là rộng luôn. Trên này
trên cửa này thì trang bị cho mình rèm che nắng hạn chế đi. Khoang phía sau thì các bạn có thể điều chỉnh được cái nhiệt độ điều hòa nè, tốc độ riêng biệt luôn. Xe này thì hệ thống điều hòa độc lập 3 vùng, cửa gió điều chỉnh nè. Dưới này trang bị cổng sạc điện thoại, hai cổng Type C 5V và đây cổng sạc 12V để đồ. Mình rất xa luôn. Trang bị cửa gió bên hông này cho mình nữa. Đây ngồi phía sau mà nhìn bằng trước bằng lái rất là đẹp luôn. Đèn đèn bì nội thất rất là lung linh. Phía sau nhá, cũng trang bị nè, tựa để tay. Đó, hầu như xe mẹt xe mẹt hiện tại bây giờ thì cái này cũng có trang bị cái này hết. Để phía sau mình có thể được đồ bóp ví tiền bạc gì đó trong đây. Uống nước mình có thể để trong đây rất là tiện, hoặc là để ở hai bên cửa. Rèm che nắng hai bên hông. Ngồi sau rất là rộng và thoải mái nha. Nếu như các bạn và quý khách hàng có nhu cầu muốn tìm hiểu và sửa với mình một chiếc E200 sang trọng như thế này thì hãy liên hệ ngay với mình qua số điện thoại 0918 611 766 để mình có thể tư vấn và lái thử, hỗ trợ cho quý khách hàng sở hữu được chiếc xe mà mình mong muốn. Ngồi phía sau rất đẹp luôn. Hôm nay thứ bảy thì bên mình lượng khách hàng vô xem xe rất là đông. Sáng giờ thì cũng rất là nhiều khách hàng lên xem xe và đã quyết định đặt xe trong thời gian này. Đây là thời gian để mình sở hữu xe với chương trình cực kỳ là tốt. Chỉ duy nhất trong tháng 10 này thôi. Đây, ngồi phía sau nhìn phía trước nè, rất đẹp luôn. Rất là ấn tượng với cái vô lăng nè, thiết kế mới. Đèn viền nội thất rất là lung linh. Ngồi sau mình có thể độc lập mình điều chỉnh được cái nhiệt độ. Rất là tiện. Thì video của mình sẽ kết thúc ở đây. Nếu như các bạn và khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu cho mình chiếc Mercedes-Benz đẳng cấp như vậy, liên hệ ngay với mình qua số điện thoại 0918 611 766 nha. Cảm ơn các bạn và quý khách hàng rất là nhiều. Chúc các bạn và quý khách hàng có một sức khỏe thật là cường tráng, cùng nhau vượt qua đại dịch này. Nếu thấy video mình hay, hãy cho mình một like và đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn và quý khách hàng rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.